Lời đầu tiên cho phép em gửi lời chào đến quý ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn. Em tên là Nguyễn Thị Xuân Mai, thuộc chi đội Nguyễn Bá Ngọc, lớp 91, tập thể có ý thức học tập và rèn luyện đạo đức tốt, có nhiều giải về phong trào và học tập thuộc trường tiểu học, trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, một ngôi trường mang tên Nữ Kiệt, tài sắc vẹn toàn, can trường tiết liệt, hết lòng vì độc lập dân tộc, vì sự bình an, hạnh phúc của nhân dân. Trường tiểu học, trung học cơ sở Bùi Thị Xuân nằm trên địa bàn phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai là một ngôi trường có truyền thống hiếu học và đội ngũ giáo viên năng động, nhiệt huyết, nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Công tác đội luôn được chú trọng và phát triển. Thư viện của trường đã được công nhận chuẩn năm 2019 và hàng năm đã tổ chức rất nhiều cuộc thi ý nghĩa và bổ ích cho học sinh toàn trường tham gia như cuộc thi xếp sách nghệ thuật, cuộc thi giới thiệu sách qua video. Hôm nào có dịp, em xin mời mọi người đến tham quan trường em nhé. Còn hôm nay, em và tập thể lớp 91 xin kính giới thiệu đến quý ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn clip tham dự cuộc thi làm video giới thiệu sách trực tuyến do Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Pleiku phát động. Vâng, kính thưa quý ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn. Trước đây là một người ít nói, chỉ biết dùng điện thoại thông minh như là một người bạn đồng hành sau khi tan học về nhà. Thì vô tình trong một lần tìm thông tin về chiến dịch Điện Biên Phủ trong chương trình môn học lịch sử lớp 9, em đã đọc được một số thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và rất ngưỡng mộ ông, một đại tướng tài ba của dân tộc Việt Nam. Thế là sau đó em đã tìm đọc rất nhiều về ông, nhưng các thông tin trên mạng Internet không được đầy đủ hoặc có một số thông tin không chính thống. Vì thế em đã quyết định đi tìm trợ giúp của cô thư viện ở thư viện trường em và được cô giới thiệu rất nhiều sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Em không ngờ thư viện trường em tuy không lớn lắm nhưng lại có rất nhiều sách hay. Thế mà trước giờ em chỉ ghé đến đây chủ yếu mượn các truyện thiếu nhi. Từ giờ em sẽ ghé thư viện trường thường xuyên hơn để mượn cô các loại sách hữu ích khác phục vụ cho học tập của mình. Và sau một lúc chọn lựa, em đã quyết định chọn quyển sách có đầy đủ thông tin nhất về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Quyển sách có tên Không phải huyền thoại do nhà xuất bản Trẻ tái bản lần thứ 9 năm 2015. Đập vào mắt em là tên tác giả, nhà văn nổi tiếng Hữu Mai. Ông là thành viên Hiệp hội Quốc tế những nhà tiểu thuyết tình báo, một nhà văn duy nhất trong quân đội đến nay có khoảng 60 đầu sách với những tác phẩm nổi tiếng như Cao điểm cuối cùng, Vùng trời, Ông cố vấn và được rất nhiều người Việt Nam và người nước ngoài tìm đọc các tác phẩm của ông. Sách không được in hình ảnh màu nổi bật, nhưng hình ảnh đen trắng của sách gợi cho em đến ký ức thời xưa, mang hoài niệm rất lớn về hình ảnh đại tướng đang mặc trên người một bộ đồ quân đội trang nghiêm nhưng hết sức quen thuộc và gần gũi, với nụ cười rất ư là trìu mến. Chính nụ cười này đã làm khiếp sợ bao nhiêu là quân địch, nhưng đối với người Việt Nam, nụ cười ấy lại là sự ấm áp, thân thương, an yên đến lạ thường. Tiếp đến là dòng chữ trắng, không phải huyền thoại, như là một sự tôn trọng sâu sắc đến người đã khuất Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khổ sách với kích cỡ 16cm x 24cm với 564 trang, một tiểu thuyết lịch sử đầu tiên và đầy đủ nhất về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Mở sách ra là phông chữ in của sách rất rõ ràng, dễ đọc, cách sắp xếp nội dung rất khoa học. Đầu tiên là lời giới thiệu, tiếp đến là lời tác giả, sau đó là nội dung của tiểu thuyết được xếp từ 1 đến 31 la mã. Phần cuối là trang được in thêm với dòng chữ in đậm, trí tuệ bậc thầy. Một lần nữa khẳng định trí tuệ tuyệt vời của đại tướng qua cuộc phỏng vấn của John Kennedy trên tạp chí George tháng 11 năm 1998. Kết thúc là phần mục lục để tiện cho việc đọc giả tra cứu các nội dung của sách. Không như các tiểu thuyết khác, không phải huyền thoại, không có ngôn từ hoa mỹ, cảm xúc, mà ngược lại rất sắc sảo trong lập luận và mượt mà trong từng câu chữ. Không phải huyền thoại sẽ dẫn người đọc quay ngược thời gian từ hiện tại với cuộc sống tự do, hạnh phúc, ấm no của nhân dân, quay về quá khứ đầy máu và nước mắt của những người quốc tế cộng sản của Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ dưới sự lãnh đạo tài ba của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
giúp người đọc như chìm đắm vào dòng ký ức lịch sử của dân tộc Việt Nam, giúp ta thấy được màn đấu trí thế kỷ giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Nava và hiểu hơn về quy mô của cuộc chiến, về tình hình chiến cuộc cằn gò khó khăn của quân đội ta lúc bấy giờ, về những gánh nặng mà và sức ép mà Đại tướng phải mang trên vai khi nhận trọng trách làm Tổng Tư lệnh. Qua các tác phẩm trong tiểu thuyết, nhà văn Hữu Mai đã thể hiện hết sức tài tình cuộc chiến, giúp ta cảm nhận như đang sống và chiến đấu cùng các chiến sĩ và đồng bào ta thời kỳ khốc liệt ấy. Càng đọc, ta cảm thấy những huyền thoại như Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ không phải là một thần thánh xa xôi, một địa danh xa vời mà đất chân thật gần gũi với đời thường. Tiểu thuyết cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng của quân Pháp cho tập đoàn cứ điểm mạnh tại Điện Biên Phủ, nhưng những mâu thuẫn nội bộ của địch ngày càng lớn cùng sự bế tắc nghiêm trọng về chiến lược trong việc chống đỡ pháo đài bất khả chiến bại không bị sụp đổ. Trái ngược với vũ khí thô sơ, thiếu thốn của quân đội nhân dân Việt Nam và sự quyết tâm cao độ cùng tinh thần chiến đấu quật cường, quả cảm của quân đội nhân dân Việt Nam trước những ngày gần kề chiến thắng Điện Biên Phủ. Tuy vậy, cũng thể hiện được sự nhân đạo của quân đội nhân dân Việt Nam ta đối với những người Việt Nam đã lầm đường lạc lối hay những lính nước ngoài đánh thuê hoặc ngày chính kẻ thù của nhân dân Việt Nam. Càng đọc, em càng tự hào khi Việt Nam có được một vị đại tướng giàu bản lĩnh, được xem là bậc thầy của cách đánh và sáng tạo, là vị thống soái có tài thao lực kiệt xuất, linh hoạt với sự sáng tạo nghệ thuật quân sự độc đáo, là người có thể đưa ra quyết định lịch sử, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, làm thay đổi vận mệnh đất nước. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về nhân dân Việt Nam, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương, bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng tháng 8 năm 1945, mở ra giai đoạn cách mạng mới, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Một lần nữa khẳng định tài nhìn người và nghệ thuật dùng người tài tình của Bác Hồ khi chọn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Truyện đọc đã hết, nhưng tất cả hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến dịch Điện Biên Phủ như vẫn còn đọng lại trong tâm trí em, một hình ảnh đại tướng hết sức giản dị, một lòng vì nước, vì dân, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với cốt cách đức độ của một bậc hiền nhân. Vâng, qua tìm hiểu tiểu thuyết lịch sử không phải huyền thoại, ta nhận thấy để có được nền hòa bình, độc lập, đất nước ấm no, hạnh phúc như hiện nay, chúng ta đã phải trải qua rất nhiều cuộc đấu tranh với những mất mát, đau thương. Chính vì vậy là thế hệ trẻ được sống trong hoàn cảnh mới này, chúng em cần có trách nhiệm đối với đất nước, có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc, luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh, cố gắng trở thành một công dân tốt và cống hiến trọn vẹn cho nước nhà. Đất nước này là của chúng ta, bầu trời này là của chúng ta, do chúng ta làm chủ. Chính vì thế, chúng ta cần có ý thức bảo vệ và phát triển nước nhà ngày càng giàu đẹp hơn. Tiểu thuyết đã giúp em thêm yêu lịch sử Việt Nam, thêm am hiểu về các anh hùng dân tộc tài ba của dân tộc, và em cũng nhận ra rằng mình đã bỏ quá nhiều thời gian lãng phí vào chiếc điện thoại và máy tính, hay lãng phí thời gian vô ích vào thế giới ảo mà không nhận ra rằng đọc sách thật có ích biết bao. Văn hóa đọc sách là một thói quen tốt của người Việt Nam ta từ xưa đến nay mà chúng ta nên giữ gìn và phát huy. Bên cạnh đó, em cũng cần phải xác lập lại thời gian biểu để có lịch học và giải trí phù hợp. Vâng, phần thi clip tham dự cuộc thi làm video giới thiệu sách trực tuyến đã hết. Tập thể lớp 91 vừa giới thiệu đến quý ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn một tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng, một tác phẩm kinh điển, một tác phẩm đã góp phần thay đổi nhận thức và suy nghĩ của em về thói quen đọc sách, về vai trò và trách nhiệm của bản thân em đối với gia đình và xã hội. Các bạn hãy tìm đọc cuốn sách hay này nhé! Cuối cùng, xin chúc cuộc thi thành công tốt đẹp và xin cảm ơn quý ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn đã quan tâm, chú ý lắng nghe và theo dõi.